Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Lô đất này hai mặt tiền và ngang 9m, quý anh chị cần bán gấp đây. Ngày hôm nay em Hải mang tới cho anh chị mình một lô đất rẻ, cực hời, cực rẻ, đang giảm sâu. Ngày xưa là 6.8 tỷ, bây giờ là 5.4 tỷ thôi quý anh chị ơi, 5.4 tỷ. Ngang 9m, hai mặt tiền luôn, thành phố Di An, chỗ đây quý anh chị. Mặt tiền đường Lồ Ồ quý anh chị nha. Cái đường này là cái tên của nó là đường Lồ Ồ. Phía trước kia là quốc lộ 1K. Đó, xíu nữa em sẽ chạy từ phía ngoài đó vào cho anh chị dễ hình dung. Đất mình đây, đất hai mặt tiền hẳn hoi luôn, ngang 9m, rất là hợp cho anh chị nào mình xây biệt thự, xây nhà vườn cực kỳ đẹp và thoáng mát quý anh chị nha. Tại vì nó là mặt tiền chính là đường Lồ Ồ, còn mặt tiền phụ là một cái hẻm 5m kế bên đó quý anh chị thấy không? Nên là mình xây nhà hai mặt tiền cực kỳ thoáng mát và cực kỳ đẹp luôn. Lô này thì đang cần bán gấp, đang cần giảm sâu để bán gấp quý anh chị. Lúc trước là 6.8 tỷ quý anh chị nha. Bây giờ là 5.4 tỷ thôi, 5.4 tỷ. Đây là phường Bình An, đây là thành phố Di An, chỗ này gần làng Đại học Quốc gia, chỗ này gần Thủ Đức, chỗ này là kế bên đường quốc lộ 1K và gần với đường Thống Nhất quý anh chị nha. Nguyên cái chỗ này thì có mười mấy lô lận, nhưng mà mấy lô bên trong này là mấy lô nhỏ quý anh chị nha. Còn cái lô mà em Hải đang ghi hình cho anh chị mình là lô này, hai mặt tiền hẳn hoi đây. Đó, mặt tiền đường Lồ Ồ này quý anh chị thấy không? Đó. Quý anh chị ơi, dễ hình dung này, cái chung cư đây này, để em lùi ra một xíu là quý anh chị mình nhìn thấy nha. Chỗ này gần Thủ Đức, gần làng Đại học Quốc gia luôn. Ở đây mình nhìn được thấy bên kia làng Đại học luôn đó quý anh chị. Chỗ này là giáp ranh và kế bên mà. Thì dành cho anh chị nào mà đang cần tìm một lô đất mình xây nhà vườn, xây biệt thự mà gần thành phố Thủ Đức, gần làng Đại học, mình có thể tham khảo lô đất này. Quý anh chị thấy cái chung cư đó không? Chỗ đó là chung cư B con, đó là ngay đường Thống Nhất giao với đường quốc lộ 1K ha. Cái chung cư đó, chung cư B con Palaya, chung cư B con City, ở đó nó có ba cái dự án chung cư của B con lận đó, là chỗ đó. Chỗ đó là đường Thống Nhất anh chị nha. Đây này, em zoom lên cho anh chị mình xem cái chữ B con này. Đó quý anh chị thấy không? Đó. Em Hải đưa thông tin đầy đủ chính xác nha, B con Palaya quý anh chị thấy không? Đó. Thấy không? Cái chung cư đó là ngay đường Thống Nhất với đường quốc lộ 1K, là ý em đang nói ở đây á là cái lô đất của mình nó gần đó quý anh chị nha, cái đường Lồ Ồ này, cái đường Lồ Ồ này nó song song với cái đường Thống Nhất. Có nghĩa là nó gần với đường Thống Nhất quý anh chị nha, gần đường quốc lộ 1K luôn. Rồi. Thì chỗ đây là gần Thủ Đức, gần làng Đại học, và đây là phường Bình An, đây là thành phố Di An, và lô đất này là hai mặt tiền. Lô này là ngang 9m thì siêu đẹp rồi quý anh chị ơi. Quý anh chị ơi, hai ngang 9m mà chỉ có 5.4 tỷ mà còn thương lượng. Giá này là giảm sâu dữ lắm rồi ha, vẫn còn thương lượng để bán anh chị nha. Lô này là ưu tiên bán tiền mặt quý anh chị ạ, có tiền là công chứng luôn, sổ là có sẵn luôn, sổ đang ở nhà luôn. Anh chị mà thấy thích mà mình đàm phán được giá là đi công chứng luôn quý chị, không cần đặt cọc cũng được quý chị nha. Đó, và chủ này là bán là ưu tiên tiền tươi. Người ta không cho vay quý anh chị ạ, nên là người ta bán cái giá này là bán gấp để lấy tiền tươi để về làm công việc đó quý chị ha. Mốc ranh giới thì cắm đây rồi quý chị này. Đây này. Đó. Chiều dài cạnh này là 21m quý chị nha. 21m đó, từ ngoài cái cột điện ngoài đó vào tới cái cột này quý chị, đây, ranh giới mốc có cắm đây rồi này. Đó, ngang 9m quý chị nha. Ngang 9 và dài 21 quý chị ơi. Đó. Tổng cái lô này là 187m2 quý chị nha, 187m2 nha. Đó. Bao đẹp luôn quý chị ơi, vừa đẹp vừa rẻ mà hai mặt tiền luôn, thoáng mát. Xây biệt thự, xây nhà vườn rất là đẹp. Đường thì đường lớn, đường Lồ Ồ, đó là mình đi ô tô đi di chuyển ô tô thoải mái luôn quý anh chị nha, rất là đẹp nha. Anh chị mà thích các em gửi sổ cho anh chị mình xem luôn, gửi vị trí thông tin đầy đủ cho anh chị mình xem. Đây, hẻm 15 đường Lồ Ồ quý anh chị theo. Đó, lô đất mình hai mặt tiền quý anh chị nha, hẻm 15 đường Lồ Ồ quý anh chị theo. Rồi, mặt tiền đường Lồ Ồ đây, đường quốc lộ 1K phía trước. Bây giờ em sẽ chạy từ phía ngoài đó vào cho anh chị dễ hình dung nha. Đây, xuất phát điểm. Chỗ đây là quốc lộ 1K này quý anh chị. Rồi nếu mà hướng này mà mình chạy thẳng là về tới cầu vượt Linh Xuân, đầu đường Phạm Văn Đồng đó quý anh chị. Là từ đây là xuống đó là 4km anh chị nha. Còn nếu mà vào sân bay Tân Sơn Nhất là một đường thẳng này luôn. Đó, tầm 15km anh chị ha. Đó, lô đất của mình đây, nằm trên mặt tiền đường Lồ Ồ đây. Quý anh chị thấy cái đường Lồ Ồ không? Đó, biển hiệu đấy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy vô đây chắc tầm 200m thôi, đúng 200m thôi. Đó, quý anh chị để ý cái video của em Hải nhá. Em sẽ chạy trên cái đường Lồ Ồ này cho anh chị mình cảm nhận nha. Đó, rồi. Đây, lô đất mình đây quý anh chị, chính xác lô này hai mặt tiền hẳn hoi đó quý anh chị ha. Tới lô đất rồi nha. Đấy, thì nguyên cái cục này ngày xưa tới mười mấy lô lận, nhưng mà mấy lô bên trong kia thì cứ nhỏ quý anh chị ha. Chỉ có mỗi lô này là to, và lô này là hai mặt tiền, và lô này là ngang 9m đó. Bề ngang này 9m quý anh chị, mình tính từ cái cột đó ra ha, ngang 9m, dài ra đây, dài 21, tổng là 187m anh chị nha. Tổng cái lô này là 187m và có 120m thổ cư rồi. Đó, mình ở đây thì xây tự do, xây thoải mái. Ở đây anh chị mình muốn xây kiểu gì mình xây. Mình xây nhà vườn, xây biệt thự thì đẹp rồi quý anh chị ha. Tổng là 187m anh chị nha. Thổ cư 120m, sổ hồng riêng nha, ngang 9m nha. Lô này là hướng Tây Nam, Nam nhiều hơn, chắc Tây một xíu thôi. Đó. Thì anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình vào việc. Lúc trước là 6.8 tỷ, bây giờ chỉ có 5.4 tỷ là bán gấp. Thời điểm này ưu tiên tiền mặt.
bán tiền mặt của anh chị nhá. Đó, anh chị nào mà có tiền mặt thì mình đàm phán thêm 5 tỷ tư, mình vẫn còn có thể nói chuyện và thương lượng thêm một xíu với chị nhá. Đường Thống Nhất hồi nãy mà em quay cho anh chị mình là phía trên đó nhá. Ông quên, xin lỗi, đường quốc lộ 1K hồi nãy em quay từ phía ngoài vào là trên đó quý anh chị nhá. Đó, vậy là chỗ này ra quốc lộ 1K chỉ tầm 200m thôi. Anh chị có biết cái khu du lịch Lô Ô không ạ? Khu du lịch Lô Ô là mình đi vào đây này, nhà hàng Lô Ô với khu du lịch Lô Ô này là đi vào đây này. Đây đi vô đây tầm 100m, hơn 100m xíu là tới quý anh chị nhá. Đất mình đây nha. Đó. Rồi vậy là đây lô đất gần Thủ Đức, gần làng đại học luôn. 1 km quay đầu ha. Về tới cầu vượt Linh Xuân và đầu đường Phạm Văn Đồng là tầm 4 km, còn chạy thẳng một đường vào sân bay Tân Sơn Nhất là đâu đó 15 km anh chị, khoảng đó ha, 15 16 km gì đó. Nó ở mức đó. Còn nếu mà anh chị mình di chuyển xuống Bixigo, xuống Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức là chỗ này là chính xác là 2,5 km anh chị nhá. Đúng 100% nhá. Đó. Rồi. Bán gấp ưu tiên tiền mặt quý anh chị nhá. Đó, chủ nói sao thì em nói vậy nhá. Tại vì bên em đã có một khách đàm phán rồi nhưng mà vay ngân hàng chủ không chịu, tại vì chủ cần tiền tươi á, tiền mặt liền để người ta giải quyết công việc á, nên là 6 tỷ 8 là giảm xuống còn 5 tỷ tư, vẫn còn thương lượng thêm cho anh chị thiện chí. Anh chị nào có tiền mặt thì mình qua mình thương lượng thêm một chút xíu nữa là được thì mình mua anh chị nhá. Anh chị nào thấy phù hợp thì liên hệ cho em Hải. Rồi, video của em Hải đến đây xin phép dừng lại. Cảm ơn toàn thể quý anh chị đã đón xem video. Em xin chào, hẹn gặp anh chị trong những video mới. Xin chào anh chị.